Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 mở rộng. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trung tâm Khoa học Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ nuôi cấy mô tế bào sản xuất giống khoai tây nguyên chủng. Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới, nơi gặp gỡ của những tấm lòng hảo tâm. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2, tại hội trường lớn tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 29 mở rộng khóa 15. Nội dung của hội nghị lần này là nghe đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, thông báo những nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vừa diễn ra tại Hà Nội. Dự hội nghị có các đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy. Cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đã thông báo đến các đại biểu dự hội nghị về kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 năm 2015, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng. Cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Giới thiệu, bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, hội nghị đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định, trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường, thuận lợi và thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành quả quan trọng, tạo tiền đề để nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận, tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 5 năm qua và xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11 và đề xuất bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cũng tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 11. Thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014. Ngay sau khi đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, thông báo xong nội dung kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 mở rộng đã tiến hành quy trình về giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành họp nội bộ để kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm theo kế hoạch số 175 ngày 1 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
lãnh đạo địa phương phải coi xóa đói giảm nghèo là mục tiêu chính trị, lấy hiệu quả công tác này làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thiện nhiệm vụ của cán bộ. Đó là phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, đại diện các ngành thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo, việc làm và dạy nghề tỉnh. Trong những năm qua, hệ thống chính sách, chương trình giảm nghèo ngày càng được tăng cường, hoàn thiện, giúp người nghèo được tiếp cận đầy đủ với chính sách trợ giúp của nhà nước. Một số chính sách đã đi vào cuộc sống như chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, chính sách vay vốn tín dụng, đào tạo nghề v.v. Năm 2014, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo cả nước là khoảng trên 34.000 tỷ, trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo là hơn 30.000 tỷ. Vốn huy động là 3,8 nghìn tỷ đồng. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, linh hoạt đã tạo điều kiện nâng cao đời sống người dân, hạn chế tình trạng gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu và nghèo giữa các vùng dân cư. Đến hết năm 2014, hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8 đến 2%. Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5% một năm, từ 38,20% năm 2013 xuống còn 33,20% vào năm 2014. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, tỉnh Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo, do vậy công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Năm 2014 đã có 9.700 hộ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 23,21%. Riêng 6 huyện nghèo theo nghị quyết 30A của tỉnh giảm từ 39,52% năm 2013 xuống còn 33,13% năm 2014. Tỉnh Hà Giang kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khi tham mưu xây dựng ban hành các chính sách giảm nghèo cần tập trung giải quyết 3 nội dung chính là đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, xây dựng cơ chế mở để mỗi cơ sở triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên một số hạn chế cần khắc phục trong công tác giảm nghèo, đó là tình trạng chính sách còn chồng chéo, trùng lặp, khó thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, tình trạng huy động nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu. Năm 2015, với mục tiêu cả nước tập trung chỉ đạo thực hiện giảm từ 1 đến 1,5% hộ nghèo, số hộ nghèo trong các huyện 30A giảm từ 3 đến 4%. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải coi xóa đói giảm nghèo là mục tiêu chính trị, lấy hiệu quả công tác này làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thiện nhiệm vụ của cán bộ. Tập trung hỗ trợ cho nhân dân trong sản xuất, trồng cây lương thực, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, giao đất, giao rừng cho người dân gắn với phát triển và bảo vệ rừng. Điều chỉnh các chính sách về giữ rừng, bảo vệ rừng, tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi để bố trí thêm nguồn ngân sách, đảm bảo hỗ trợ cho người dân giảm nghèo bền vững. Đảng bộ huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2014. Năm 2014, Đảng bộ huyện Bắc Mê triển khai việc học tập chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới 100% các chi đảng bộ, các cơ quan, ban ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện. Gắn việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công việc. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình, tiên tiến, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Các phong trào thi đua lao động sản xuất giúp nhau vượt khó vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các xã thị trấn thu được nhiều kết quả. Trong thời gian tới, huyện Bắc Mê tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tinh thần trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, tăng cường công tác kiểm tra tại các chi, đảng bộ và các cơ quan đơn vị, kịp thời khắc phục những tồn tại yếu kém, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời phát hiện và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Dịp này, huyện Bắc Mê đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 2, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tổ chức đến thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam tại một số xã trên địa bàn huyện Xín Mần. Đoàn đã trực tiếp đến thăm và tặng 8 suất quà Tết của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và quà của tỉnh hội cho 8 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam tại các xã Khuân Lùng, Nà Trì, Chế Là và thị trấn Cốc Bài. Hiện tại, tất cả các đối tượng đều chưa được hưởng chế độ của nạn nhân chất độc da cam. Nguyên nhân chủ yếu các đối tượng chưa được hưởng là do thiếu giấy tờ liên quan theo quy định của nhà nước. Nhiều đối tượng hiện nay bị ảnh hưởng của chất độc da cam phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải nhờ đến người thân giúp đỡ. Có đối tượng khi sinh con lại bị chết. Tặng các món quà Tết cho các đối tượng đến thăm, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh mong muốn các đối tượng tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, sống và lao động theo pháp luật, luôn bảo ban con cháu tích cực lao động sản xuất, cải thiện đời sống hàng ngày. Đoàn cũng chúc cho gia đình, người thân các nạn nhân có một cái Tết yên vui đầm ấm. Nhận những món quà Tết của Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh, các nạn nhân rất vui và cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của tỉnh hội. Trong đợt này, ngoài các phần quà của Trung ương hội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, các nạn nhân còn nhận được quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và của công ty Thọ Giang. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ những khó khăn, chăm lo Tết cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, giúp các em có thể hòa nhập với cộng đồng, vui tươi đón Tết cổ truyền. Ngày 5 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Công ty Cổ phần Cơ giới số 1 Hà Giang. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đoàn đã tặng các phần quà trị giá 2 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền mặt cho 62 đối tượng là cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi và động viên các cụ già yên tâm dưỡng bệnh, các cháu cố gắng vượt qua khó khăn để đạt được kết quả tốt trong học tập. Bằng những hành động, việc làm thiết thực, hy vọng rằng với tình yêu thương sẻ chia của tất cả các cá nhân, đơn vị và toàn xã hội sẽ phần nào giảm bớt nỗi đau đối với các cụ già neo đơn, các em có hoàn cảnh mồ côi, giúp các em được chăm sóc, được cắp sách đến trường, được vui chơi, giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Tiếp đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang cũng đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 5 hộ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Cơ giới số 1 Hà Giang có trụ sở tại tổ 16, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Động viên các công nhân tiếp tục vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, cùng gia đình đón một cái Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm. Hưởng ứng cuộc vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, vào sáng ngày 6 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình nghèo tại xã Phong Quang của huyện Vị Xuyên. Tại Ủy ban Nhân dân xã Phong Quang, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Quà tặng tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem đến một cái Tết vui vẻ, đầm ấm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên, chia sẻ giúp đỡ bà con có thêm tinh thần, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động thường niên của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh mỗi khi Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của hội đối với xã được phân công, phụ trách, đỡ đầu theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc chung tay giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần, tương thân, tương ái của dân tộc, cũng như thể hiện trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội để ngày Tết của các gia đình nghèo được vui xuân đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo chính sách nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, ngày 6 tháng 2, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã trao 237 suất quà tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, trợ giúp các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người cô đơn, trẻ em, mồ côi khuyết tật trong dịp Tết, được vui Tết đón xuân Ất Mùi 2015. Tại đây, các đối tượng người có công, gia đình chính sách đã được nhận 45 suất quà của Chủ tịch nước, 52 suất quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh và 140 suất quà của các phòng, ban, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Giang, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống, đạo lý của dân tộc, tương thân, tương ái nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, góp phần chung tay mang đến sự ấm áp cho những hoàn cảnh còn khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Những món quà tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên đối với các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người cô đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.
Hưởng ứng cuộc vận động Tết vì người nghèo, vừa qua, huyện đoàn Quang Bình đã phối hợp với nhóm từ thiện Trái tim yêu thương tổ chức thăm và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Quang Bình. Tại đây, nhóm tình nguyện Trái tim yêu thương đã tặng 80 suất quà gồm chăn, quần áo ấm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn các gia đình hộ nghèo trong xã Hương Sơn đón Tết Ất Mùi ấm áp hơn, giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Dịp này, huyện đoàn Quang Bình cũng đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ Tết ấm yêu thương với các bài hát, các tiết mục múa đặc sắc, hấp dẫn, mang lời ca tiếng hát cùng với bà con nhân dân xã Hương Sơn chào đón xuân Ất Mùi. Đêm văn nghệ đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân trong xã. Qua hoạt động này đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy tình đoàn kết gắn bó và tinh thần xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ vì người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Dịp này, bất cứ ai có dịp lên bốn huyện vùng cao sẽ không khỏi xao xuyến, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của cây hoa đào trên miền đá. Không dừng lại ở việc góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, cây hoa đào hiện nay cũng mang lại một khoản thu nhập cho nhiều hộ gia đình trên cao nguyên đá. Theo đồng bào nơi đây cho biết, năm nay thời tiết có rét đậm rét hại nhưng không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây đào. Cộng với việc có thêm một tháng nhuận nên cây hoa đào trên cao nguyên đá năm nay cũng nở sớm hơn so với những năm trước. Hình ảnh giữa bạt ngàn núi đá cây hoa đào lung linh khoe sắc trong cái rét buốt của mùa đông đã tạo nên một sức hút kỳ lạ đối với nhiều du khách khi lên đến đây. Nắm bắt nhu cầu đó cùng với việc trồng mới, chăm sóc cây hoa đào, hiện nay nhiều hộ gia đình đã tiến hành tỉa cành bán cho du khách với mức giá dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng một cành, cũng đã mang lại cho các hộ gia đình một khoản thu nhập. Tuy nhiên, trong quá trình nhóm phóng viên chúng tôi đi công tác thực tế tại một số xã của huyện Quản Bạ như Cán Tỉ, Đông Hà hay Quyết Tiến cho thấy, để đáp ứng nhu cầu của du khách khi muốn mua toàn bộ cây đào, nên nhiều hộ gia đình đã đồng ý đào cả gốc cây đào bán cho du khách với giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Mức giá này tùy thuộc vào kích cỡ của cây. Điều này không chỉ phá vỡ cảnh quan du lịch mà còn đi ngược lại với chủ trương của tỉnh trong việc khuyến khích người nông dân trồng mới, chăm sóc và bảo vệ các cây đào trên vùng cao nguyên đá. Do vậy, cùng với việc tuyên truyền vận động của người dân không nên đào gốc cây đào để bán thì cũng rất cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người nông dân trồng đào để tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức đã nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ nuôi cấy mô tế bào sản xuất giống khoai tây siêu nguyên trùng. Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay kết quả bước đầu là rất khả quan, cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho ra củ đều, sạch bệnh và tạo nguồn giống tốt phục vụ phát triển trồng và nhân rộng. Để làm chủ được công nghệ, ngay sau khi tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất giống khoai tây bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, trung tâm đã cử cán bộ kỹ thuật nâng cao chuyên môn về kỹ thuật trong quá trình sản xuất cây giống. Việc sử dụng giống sạch bệnh sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô trong nước và công nghệ kho lạnh tạo cụm mô hình khép kín từ nhân giống, bảo quản đến sản xuất, tạo các vùng chuyên canh khoai tây hàng hóa xuất khẩu đem lại hiệu quả xã hội. Là đơn vị duy nhất tại Hà Giang làm chủ được công nghệ sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên trùng. Đến nay, những củ mini sản xuất tại trung tâm đã cho kết quả. Từ các củ này, vụ xuân hè năm 2015, trung tâm dự kiến sản xuất ra khoảng 10 đến 15 tấn củ G1 nguyên trùng. Vụ đông năm 2015, trung tâm dự kiến sản xuất ra khoảng 80 đến 100 tấn củ G2. Năm 2016, trung tâm dự kiến cung ứng đủ toàn bộ giống khoai tây sạch bệnh và giá thành rẻ hơn 60% so với giá thị trường. Sau 3 tháng, với 4 lần nhân nhanh từ nguồn giống gốc là 2.000 bình, sẽ tạo ra 3.200.000 cây giống khoai tây sạch bệnh, chất lượng cao với giá thành bằng 50% giá thành của củ giống. Qua quá trình triển khai thực hiện cái chương trình nuôi cấy mô đối với lại cái khoai tây siêu nguyên trùng, đến hiện nay thì đã có kết quả rất là rõ. Chúng tôi đã chỉ đạo cho cán bộ kỹ thuật trực tiếp để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng cái quy trình, theo quy trình kỹ thuật. Đến hiện nay thì cái số củ bình quân mỗi một cây hiện nay là bình quân là 8 củ trên một cây. Thì cái số lượng đây thì các cái củ này ấy, thì đối lại các củ to nó chia làm 3 loại, là một củ to, một củ nhỡ và một loại củ bi rất là nhỏ. Để chúng tôi đem đưa tiếp tục trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa đi sản xuất với xây tây trái vụ ở huyện Sĩ Mần và ở Phương Thiện, ở điểm cao ấy, để làm sao lấy được cái vụ xuân đảm bảo sau này có cái giống khoai tây nguyên chủng và sản xuất trái vụ để tránh cái dạng chúng ta phải cái thời gian bảo quản nhiều
liên quan đến vấn đề cái chi phí cho vấn đề bảo quản lớn để giảm cái giá thành đối với khoai tây sản xuất tại trên địa bàn của tỉnh. Với việc nghiên cứu nhân giống khoai tây siêu nguyên chủng thành công sẽ là điều kiện để Trung tâm Khoa học Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức, huyện Vị Xuyên tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trồng khoai tây trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ động tạo nguồn giống giúp người dân giảm chi phí giá thành về giống, nâng cao thu nhập, đẩy mạnh mở rộng phát triển sản xuất vùng trồng khoai tây chuyên canh hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình chung tay vì cộng đồng, bò giống giúp người nghèo biên giới. Đến nay sau gần nửa năm triển khai, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có gần 1.000 hộ nông dân được hưởng lợi từ chương trình này. Thông qua đó, không chỉ giúp cho các hộ nghèo có thêm tư liệu sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống, mà đây còn là địa chỉ gắn kết những tấm lòng hảo tâm của toàn xã hội. Để triển khai chương trình, ngay từ đầu tháng 10 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình chung tay về cộng đồng, bò giống giúp người nghèo biên giới tỉnh Hà Giang. Nguồn kinh phí phục vụ mua cho bò sinh sản do chi nhánh Viettel Hà Giang đảm bảo, tương đương với số lượng sim bán được theo quy định của Ban chỉ đạo Trung ương. Theo kế hoạch, trong năm 2014, toàn tỉnh sẽ có 769 hộ gia đình nghèo của 7 huyện biên giới được hỗ trợ cho bò sinh sản. Tổng kinh phí ước thực hiện là gần 11,5 tỷ đồng. Kết quả đến nay, sau 4 tháng triển khai, đã có 577 con bò được trao tận tay người nông dân, đạt 75% kế hoạch. Kinh phí đã thực hiện đạt trên 8,6 tỷ đồng. Trước những ảnh hưởng của thời tiết, cũng như các hộ gia đình chưa chuẩn bị kịp chuồng trại, nên dự kiến 192 con bò cái sinh sản còn lại sẽ được chương trình trao cho người nông dân trong quý 1 năm 2015. Trong đó, kinh phí do các khách hàng, nhà hảo tâm trong tỉnh Hà Giang đóng góp là 130 con bò, tương đương với số kinh phí là 1,9 tỷ đồng. Số lượng do Tổng Công ty Viettel phân bổ về cho tỉnh là 639 con, với tổng kinh phí là 9,5 tỷ đồng. Chương trình chung tay cộng đồng thì nó cũng xuất phát từ cái chương trình do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là phát động về chương trình là làm sao cho các hộ gia đình nghèo ở khu vực biên giới là có một cái con bò để ổn định kinh tế và phát triển để thoát nghèo. Thì nằm trong cái khuôn khổ của chương trình này thì Viettel chúng tôi thì là cũng đứng ra để kết nối cộng đồng. Đấy là cộng đồng toàn quốc, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là tham gia vào cái chương trình. Đấy, thì cái ý nghĩa của chương trình là nó tạo ra sự kết nối cho những cái khách hàng mà đang mong muốn mà muốn được tham gia hỗ trợ những người nghèo thì có một cái địa điểm để có một cái địa điểm rõ ràng để hỗ trợ. Để triển khai chương trình, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tích cực đôn đốc các ngành triển khai, đồng thời tích cực vận động các tổ chức cá nhân tham gia chương trình. Các ngành thành viên tùy vào nhiệm vụ được phân công đã tích cực chủ động vào cuộc. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cùng với việc rà soát, lập danh sách chính xác các hộ gia đình được thụ hưởng, giao cho các ngành chức năng, vận động nhân dân làm chuồng trại kiên cố mới trao bò, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân về kỹ năng chăn nuôi có hiệu quả, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền địa phương, từng xã, thị trấn có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn người nông dân. Ngoài việc trao trực tiếp cho bò sinh sản cho các hộ gia đình, Viettel Hà Giang còn hỗ trợ mỗi hộ gia đình một máy điện thoại để giúp người nông dân có thể dễ dàng liên lạc với chính quyền và các ngành khi có nhu cầu hỗ trợ về chăm sóc bò sinh sản. Từ khi có con bò này thì là gia đình tôi hiện giờ là có sức khỏe kéo. Thứ hai là có cái phân để mà còn bón ngô, thế là để ngô tốt, thì từ đó là gia đình tôi là cũng thoát nghèo. Và gia đình tôi xin cảm ơn Đảng Nhà nước. Và mở trắng nó mình chỉ thế mà thế thì ba tàu mình chỉ không. Hiện nay là đối với các hộ nghèo khi được hỗ trợ bò ấy, thì người ta là rất phấn khởi. Và chúng tôi cảm thấy cái này nó cũng là một cái nguồn để giúp cho các hộ nghèo phát triển kinh tế. Và thông qua đó thì cái con gia súc này sẽ sinh con và giúp cho các hộ sẽ thoát nghèo. Chương trình chung tay vì cộng đồng, bò giống giúp người nghèo biên giới tỉnh Hà Giang là cơ hội giúp cho các hộ gia đình nghèo thiếu châu bò sinh sản có thêm tư liệu sản xuất để thoát nghèo. Đồng thời đây cũng là địa chỉ nơi gặp gỡ của những tấm lòng hảo tâm trong toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, để nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc an toàn vui vẻ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh
đã và đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Theo đó, thời gian triển khai kế hoạch đảm bảo phòng cháy chữa cháy được thực hiện từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2015. Trong thời gian triển khai kế hoạch, các lực lượng chức năng, công an tỉnh sẽ đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục những sơ hở, thiếu sót dẫn đến nguy cơ cháy nổ trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện những vấn đề mới, phát sinh, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Phối hợp với công an các huyện, thành phố, tập trung kiểm tra những khu trung tâm về kinh tế, các điểm giao lưu buôn bán hàng hóa, các kho chứa hàng hóa, các cửa hàng xăng dầu ga trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt nội quy phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng công an tỉnh kiểm tra lại tất cả các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như đảm bảo lực lượng thường trực 24/24 giờ nhằm ứng phó kịp thời khi các tình huống có thể xảy ra. Ngày 5 tháng 2, Công an huyện Yên Minh đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tố giác đối tượng Lục Xuân Bắc, sinh năm 1997, trú tại thôn Nà Hảo, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, đang là học sinh lớp 12C3, trường Trung học Phổ thông thị trấn Yên Minh, thuê trọ tại thôn Po Mu, thị trấn Yên Minh. Đối tượng này đã có hành vi tàng trữ pháo nổ tại phòng trọ. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện đã tổ chức triệu tập đối tượng Bắc để điều tra xác minh. Qua điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi tàng trữ pháo nổ của mình và tự giác giao nộp toàn bộ 24 kg pháo nổ. Hiện nay, Công an huyện Yên Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Sự việc trên là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng muốn kiếm tiền bằng cách buôn bán hàng phi pháp nói chung và pháo nổ nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 6 tháng 2. Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn. Phòng PC67 phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vị Xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại trường tiểu học xã Minh Tân với tổng số 467 học sinh và 49 giáo viên tham gia. Phòng PC67 cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã, Ban chấp hành đoàn xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Với tổng số 200 đoàn viên nhân dân tham gia, phối hợp với Phòng Giáo dục huyện, Trường Trung học Cơ sở xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang tổ chức tuyên truyền thi tìm hiểu luật giao thông bằng hình thức sân khấu với tổng số 210 học sinh và 15 giáo viên tham gia. Tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 2, đơn vị không tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông nào. Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 39 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô là 9 trường hợp, mô tô là 30 trường hợp. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là gần 27 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đường bộ năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 với tổng số vi phạm là 5 trường hợp, trong đó ô tô là 1 trường hợp và mô tô là 4 trường hợp. Những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Tiếp theo sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.